Chào cả nhà nha. Dạ con kính chào quý bà cô chú anh chị và tất cả các bạn yêu mến kênh miền Tây quê An Giang nha. Dạ hôm nay thì mình quay trở lại nhà cô bé Trâm nha. Dạ mình thay mặt Mạnh Thường Quân lên để trả tiền mà sửa cái căn phòng của bé Trâm đó quý bà cô chú. Chứ mua cho bé Trâm một cái ghế để cho bé ngồi học nha. Dạ mình mời quý bà cô chú chị đi cùng với mình nha. Chào cô. Cô bịt khẩu trang đi cô. Khẩu trang cô đâu? Mới chích ngừa hả? Mũi thứ mấy cô? Mới có mũi 1 à. Mũi 1 hả? Dùng này mới có mũi 1 hả? Dạ. Đâu lên ngồi thử cho Trâm coi vừa không Trâm? Ghế này là cao nhất rồi đó. Còn cái kia nó hơi lùn. Cô nói là thấy con ngồi cái này sao mà đau đít chết luôn. Được không? Viết bài thử coi tới không? Gì được không? Vừa không coi, không vừa thì đổi lại nha. Vừa ha, nó có cái loại lùn hơn, loại này là cao nhất, còn cái loại lùn hơn nữa. À. Rồi cái laptop bỏ trong phòng hả con? Rồi cái phòng làm sao rồi? Đâu cho tắm xem quá. Ở trong đây có đèn không con? Trong phòng mình không có đèn hả? Ủa, rồi buổi tối rồi mình ngủ làm sao? Không có đèn cana đây nè cô. Ờ, cái đèn cana không chứ? Không, không có đèn kia, bắt lên cũng sáng lắm. Vậy hả? Đây cái vách này mình mới làm xong rồi nè quý bà cô chú ơi. Cái này không biết bằng cái gì nữa. Ông thợ chưa lại. Chú thợ lại mình hỏi rồi. Mình chưa có trao tiền nữa. Rồi đây là cái cửa. Cái cửa phòng này làm xong rồi nè. Ủa con có nói với chú Sệ là mình làm cái ổ phá ngoài luôn không? Dạ bữa đó chú không có làm. Tới nữa mình dạ. không có nói cô ơi. Ở trong mình có kệ tới nữa mình chưa có mình đặt cái cây này rồi mình sọt. Nếu cây này mình phá cũng được nè. Có không? Có. À. Cái này còn phải hàng cái phen bên đây nữa mình mới phá, mình mới bóc ngoài. Còn ở trong này có ổ phá ha. Có. Ở trong này có ổ phá. Đó, còn ở ngoài thì mình phải là hàng cái phen nữa. Ấy hai cái phen nữa mới phá là được. Cái này bằng bước vô đây nè, ăn quá tối rồi, thấy không biết nữa. Bước vô đây con. Quá tối rồi. Cái khung này thì khung sắt nha quý bà của chú, trong đây không có cái đèn luôn chàng. Đây là khung sắt. Thấy không? Chắc tối lắm mà, thấy không? À. Khung sắt còn ở ngoài này thì cái này không biết bằng cái gì ta. Còn cái vách thì cô có bảo với chỉ có bảo với em thì đóng lại toàn bộ cái phòng, nhưng mà cái vách này em thấy còn dùng được nè. Ở đây thiết với cây nó còn chắc nè, còn dùng được, cho nên là mình chỉ sửa có một vách thôi. Còn cái cửa buồng ngang cái chỗ bàn thờ đó thì cái vách đó cũng vách này cũng còn chắc, nó chỉ hư cái vách cái mặt cửa buồng mình ha. Vách bên đây cũng còn chắc, nó không có bị cái gì, chỉ mình sửa có vách này thôi. Này có thay cái cây hết ta? Ở chính giữa nè, một cây kẽm, hai cây kẽm hả? Có hai cái cây kẽm, hai cây kẽm. Còn mấy này là cái cây ấy. Chắc hư cây nào anh Sệ thay cây nấy quá. Cây nào hư là anh Sệ mới thay hả cô? À, không có thay cô, cũng như thêm vô hay thưa đó, rồi thêm vô. Còn nguyên hết trơn rồi. Anh Sệ thấy thưa rồi anh Sệ thêm hai cây sắt này vô hả? Thêm hai cây sắt vô. Kẽm vậy hả? Ừ. Rồi làm xong hồi nào cô? Làm xong bữa đó luôn. Chiều lên làm cái đó. Vậy hả? Hai người. Vậy là hôm bữa buổi đó xong luôn hả? Buổi đó xong luôn. Dạ. Anh Sẽ hay vậy? Đó, tên. Lấy đi anh Sẽ hay vậy? Vô lấy tiền luôn anh. Chạy ơi. Vậy hả? Không biết tôi sao. Rồi, quen rồi. Cái này bằng cái gì chú? Zalo. Cái gì? Zalo. Zalo hả? Ừ. Cái này mình cái tuổi thọ của nó xài lâu không chú? Lâu. Một vậy hả? Ừ. Sử dụng khoảng được bao lâu? Từ 20 năm lên luôn. Vậy hả? Ờ vậy sao? Ổng đang coi nhà với ổng lên rồi hả? À. À vậy thôi chú ra đây con gửi tiền luôn ha. Ổng có nói nhiều tiền không chú? Triệu rưỡi không? Mà chú ngồi đi con gửi tiền cái. Vậy là cái vách đó với cái cửa luôn á là 1,5 triệu ha. Toàn bộ hết luôn. Dạ. Chừng nữa chú nói với anh Sệ đó là khi nào rảnh đó, nhà anh Sệ cũng gần đây nè,
Khi nào rảnh chạy lại làm cái hai cái phen á, hai cái phen ngoài cho bé, tại nó có cái laptop đó. Thí dụ như bé đi đâu bỏ cái laptop vô phòng cái phá cửa lại đó. Hai chị nữa có chú gì chú nói lại ha. Tại thiếu hai cái phen. Rồi, chiều gửi, cảm ơn chú ơi. Dạ. Cho con xin lại nè. Dạ, rồi cảm ơn chú. Dạ. Cô, mời cô ngồi cô. Ủa, bé Trâm đây, Trâm, lại ngồi đi con. Ngồi đây đi, ngồi đây nè con, ngồi đây nè. Rồi, rồi thấm gài con còn thiếu gì nữa không? Dạ, con đủ. Đủ hả? Rồi cô có nói với con đó là mua... Cô cho cái app của thằng Lazada đó. Rồi con có đặt sách tiếng Anh được chưa? Chưa đặt nữa, tại trên đó có nhiều sách đó, con biết lựa nào chưa, con tải app về luôn. Ờ, vậy là không dạy con lựa nhưng mà chưa có, không biết là mua loại nào hả? À, có gì thì đâu con tham khảo với cô đó coi cái nào tốt cho con. Nếu con thích cái cuốn nào đó thì con đặt. Thì bây giờ con cứ đặt đi, khi nào mà trước khi một ngày họ chuyển đó, rồi điện cho cô hay rồi cô lên cô đưa tiền rồi con trả ha. Cái đó con thấy cũng có mấy chục ngàn. Mấy chục ngàn một cuốn hả? Không, cái này là cô tài trợ cho con luôn. Cô bảo là cô bao nhiêu tiền đó thì cô sẽ gửi lại con. Thì con cứ đặt đi. Rồi khi mà họ giao đó bao nhiêu tiền đó rồi cái nói với cô lên cô trả. Ừ. Nói chung là cô này bảo trợ cho con việc ăn học hết mà. Con thiếu cái gì thì con cứ nói. Thì cô sẽ lo cho con ha. Ừ. Thì cái phòng mình đó rồi sửa xong rồi hỏng hàng ngủ thì sao? Hết sợ phải không? Nửa đêm không có cần phải thức giấc để gờ cái laptop thôi. Rồi. Vậy buổi tối ngủ rồi con phải gài lại đúng không? Con gài lại cho nó cẩn thận. Ngủ cho nó thẳng giấc khỏi phải giật mình chập chờn chập chờn. Giờ hôm nay con học được không? Rồi cái laptop đó sử dụng quen chưa? Dạ quen. Vậy hả? Bàn phím rồi mình gõ đâu ok không? Dạ được, nhưng mà con gõ cái bàn phím toilet gõ hoài mà cái chữ nó không ra giống cái gì. Ủa? Con có kéo lại không? Để chút nữa tấm chỉ bên cái phần này nhiều khi con lỡ bấm lộn cái gì đó, cái nó qua cái gõ chữ khác á. Chút nữa tấm sẽ chỉ con cái nó có cái dấu mình chừa sửa lại á. Ừ. Vậy hôm nay con cũng học bình thường ha. Ừ. Vậy hôm nay thì Tám tới thì Tám trao cho con cái ghế với trả tiền thợ đó. Còn đây về sau thì con có cần cái gì nữa thì cứ nói cho Tám biết. Rồi cũng như mình thiếu cái gì đó, rồi mình cần những gì. Cũng như trong cái dụng cụ học tập của con đó. À, vậy con gửi lời cảm ơn đến cô đi. Con xin gửi lời cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã hỗ trợ con trong tháng thời gian nhiều. À. Dạ thì chị ơi, thì bây giờ trước mắt đó là em trả tiền sửa cái phòng cho bé Trâm là 1,5 triệu. Chứ hồi nãy mua cái ghế đó 100,000 nữa là 1,6 triệu nha chị. Dạ còn tiền sách đó thì bé Trâm chưa có đặt được. Để coi bé đặt khoảng bao nhiêu tiền rồi em mới lên em gửi. Dạ thì em thay mặt gia đình của bé Trâm gửi lời cảm ơn đến chị rất là nhiều. Dạ chúc cho chị luôn luôn xinh đẹp và hạnh phúc bên gia đình nha. Dạ. Dạ cho mình gửi lời cảm ơn đến quý bà cô chú, anh chị và tất cả các bạn rất là nhiều nha. Đã luôn đồng hành cùng kênh Miền Tây Quê An Giang. Dạ mình xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau nha. Bye bye. Bye bye con.